Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một cái video hướng dẫn về cái cách mà chuyển văn bản thành giọng nói. Và theo mình nghĩ là rất là nhiều bác là muốn là sử dụng cái trợ lý ảo này để dùng thay đổi cái giọng nói khi bán hàng online, là làm cái video hay là audio chuyện đăng ở trên Facebook hay là trên YouTube, hay là nhiều những cái bạn học sinh mà muốn là ghi muốn là chuyển cái văn bản của mình ở trong sách, những cái đoạn chuyện hay là những cái bài học mà để mình học thuộc cái đoạn văn đó, thì các bạn là có thể là chuyển thành giọng nói và các bạn là có thể là sử dụng ở ngay trên điện thoại của mình, trên máy tính, và thao tác rất là đơn giản. Thì không chần chờ gì nữa, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi. Xin kính thưa quý vị và các bạn, khi mà muốn vào được cái trang web đấy thì chúng ta sẽ cần một cái trình duyệt bất kỳ. Thì ở trên điện thoại hoặc là cái máy tính của các bạn mà có những cái trình duyệt nào mà các bạn hay dùng thì các bạn có thể là sử dụng chính cái trình duyệt đấy, chứ không cần là tải bất cứ một cái gì về. Thì mình sẽ dùng một cái trình duyệt và mình sẽ tìm cái từ khóa tên là console dấu cách FPT, thì xong là các bạn ấn tìm kiếm. Thì khi mà các bạn ấn tìm kiếm xong thì nó cũng ra là rất là cái nhiều cái kết quả khác nhau. Thì các bạn sẽ tìm vào cái trang web nào có tên là console.fpt.ai. Thì chính cái trang web này mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái trang web này để cho các bạn có một cái góc nhìn và cái cách khi vào. Thì khi các bạn ấn cách vào cái trang web đó thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái giao diện. Và như các bạn nhìn ý, là cái giao diện để lập link. Thì cái dòng đầu tiên thì là cái tên đăng nhập, dòng thứ hai là password các bạn nhập vào. Thì như quý vị và các bạn khi mới vào cái trang web này thì là vẫn chưa có tài khoản, thì các bạn sẽ ấn vào cái chữ là sign up thì để tạo một cái tài khoản mới. Thì là do là cái nhiều cái trình duyệt của các quý vị và các bạn, thì có những trình duyệt của Việt Nam mà hay dùng, thì các bạn hay chuyển những cái từ ở trong cái trang web là chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Còn đâu như mình đây thì mình trang web này của mình thì lại vẫn là tiếng Anh, nên là các bạn cứ để ý của đâu tiếng Anh và tiếng Việt thì nó cũng là một cái trang web mà các bạn vào đúng thì nó vẫn là giống nhau. Như các bạn về phần tên thì dòng đầu tiên thì các bạn muốn là ghi tên như thế nào cũng được. Như các bạn tên là ABC thì các bạn sẽ nhập là ABC. Mình sẽ nhập là ABC. Và cái dòng họ là last name này thì các bạn cũng muốn nhập thế nào thì tùy ý các bạn. Mình cũng nhập là ABC. Và xuống cái mục thứ hai là cái mục email. Thì cái mục này thì các bạn sẽ nhập cái email mà mình hay sử dụng, hoặc là bất kỳ một cái email nào mà của thuộc sở hữu của các bạn. Thì mình sẽ thao tác tượng trưng để cho các bạn dễ hiểu, thì mình cũng sẽ nhập là ABC. Và các bạn nhớ là thêm a@gmail ở đằng sau. Và .com. Cái phần username này là cái phần tên tài khoản. Thì các bạn muốn là cái tài khoản của mình tên là gì để cho nó dễ nhớ, để sau này các bạn còn dùng cái tài khoản này để các bạn đăng nhập vào các máy tính hoặc điện thoại khác, hoặc là những cái trình duyệt khác, thì các bạn cũng có cái tài khoản này thì các bạn cũng dùng thì nó thay đổi, nó đăng nhập thì nó dễ hơn. Thì các bạn cái tên tài khoản thì mình cũng là nhập tượng trưng là ABC chẳng hạn.
Còn đâu các bạn tên tài khoản như thế nào thì các bạn tùy ý các bạn, làm sao các bạn dễ nhớ. Và cái phần password là cái phần mật khẩu thì mình sẽ nói rõ về cái phần nhập mật khẩu. Là các bạn, cái chữ đầu tiên khi nhập mật khẩu là các bạn phải viết hoa. Thì như như mình thì mình muốn đặt mật khẩu là Nguyễn Minh, thì mình sẽ cái từ đầu tiên là cái chữ N đấy, là mình sẽ viết hoa, và cái những cái chữ sau thì mình sẽ viết bình thường. Và về phần đến cuối thì các bạn có thể là thêm cái số 1 hay số 2, hay là một cái ký tự như dấu thăng hay là dấu chấm nữa ở đằng đuôi nữa, thì tạo nick, tạo cái mật khẩu là nó sẽ dễ, và sau này là cái tài khoản của các bạn là sẽ được bảo mật nó tốt hơn. Và cái phần dưới này là cái phần confirm password, là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mà các bạn đã đánh ở trên này giống như vậy, và các bạn sẽ nhập xuống dưới. Và khi mà các bạn đã nhập xong thì các bạn sẽ ấn là sign up, là đăng ký. Thì như mình thì có tài khoản rồi thì mình sẽ không ấn vào đăng ký nữa, mà mình sẽ đi ấn là đăng nhập vào bên trong. Thì khi mà các bạn đã ấn cái đăng nhập tài khoản của các bạn vào bên trong thì cái giao diện của cái trang web, khi mà các bạn ấn vào đấy thì nó là rất là trực quan. Đầu tiên là các bạn sẽ nhìn thấy các mục mà nhà phát hành đã đưa ra cho chúng ta. Thì các bạn sẽ ấn vào cái mục đầu tiên là cái mục test to spec. Thì mình như mình đã nói, có nhiều cái bạn dùng trình duyệt thì nó chuyển cái từ những cái từ ngữ ở trong đây thì ra những cái tên của các ở trong trình duyệt này sang tiếng Việt thì các bạn cũng sẽ dễ nhìn hơn. Nhưng mà hôm nay mình làm thì cái web này thì nó cũng không thay đổi mà nó vẫn là giữ nguyên tên tiếng Anh. Thì các bạn sẽ kích vào cái phần test to spec, hoặc là các bạn nhìn theo mình làm thì cứ cứ dù tiếng Việt hay là tiếng Anh thì các bạn cứ kích vào cái mục đầu tiên. Thì khi mà các bạn kích vào bên trong thì là rất là nhiều cái chữ mà ứng dụng là giới thiệu và cái tổng quan về cái ứng dụng. Thì ứng dụng thì xây dựng hệ thống giao tiếp tự động, tổng đài tự động, máy phục vụ tự động, là làm phục vụ cho việc học hành, và cái ứng dụng hay báo động thì là rất là nhiều cái rất là nhiều cái công dụng từ cái phần chuyển văn bản thành giọng nói. Thì mình sẽ không nói dài dòng nữa, mình sẽ ấn vào chữ kích hoạt và sẽ đưa chúng ta đến một cái giao diện là bạn có muốn bật IP này, thì mình sẽ ấn là xác nhận. Như mình thì đã có cái từ trước rồi thì nếu mà như mình vào thì mình không cần tạo nữa, còn đâu như các bạn thì các bạn sẽ là chọn là mới và các bạn chọn tạo. Các bạn là chọn mới thì tên dự án mới thì mình muốn là cái tên là COVID, dịch COVID-19. Hay là mình cứ đơn giản là COVID, COVID-19. 19 hạn. Xong là mình sẽ ấn là tạo. Thì các bạn sẽ tạo tạo a API cây. Thì cái này thì nó cũng không quan trọng lắm nhưng mà vẫn phải đặt một cái tên. Thì mình cũng đặt là tôi yêu Việt Nam. Và các bạn sẽ ấn là tạo. Khi các bạn đã ấn xong, thao tác xong như vậy thì trình duyệt của trang web
sẽ đưa chúng ta đến một cái giao diện ở bên trong. Thì như nhìn trực quan bằng mắt thì như các bạn thấy thì rất là nhiều những cái giọng đọc, ví như giọng đọc của anh Lê Minh, giọng nam miền Bắc, giọng đọc của chị Ban Mai, nữ miền Bắc. Rồi giọng đọc của Nan Nhi, nữ miền Nam, Ninh San, nữ miền Nam. Toàn những cái tên rất hay và các bác đấy giọng đọc rất là chuẩn giọng. Thì bây giờ mình sẽ test cái giọng đọc của các bác đấy. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời là copy một cái đoạn chuyện nào đấy thì các mình sẽ cho vào đây để cho các bạn nghe. Và mình copy và mình sẽ dán vào đây. Và khi mà các bạn đã copy vào xong hay là nhập những cái văn bản mà các bạn cần vào cái mục viết và các bạn xong thì các bạn sẽ ấn là tạo giọng đọc ở bên dưới. Cũng có thể là trang web có Chiều lúc muộn, sẽ một xuất người hiện đàn tiếng ông bước Anh vào cửa nên là tiệm các bánh bạn kem của John để mua bánh tặng vợ. Sau khi chọn nghe được một cho chiếc nó bánh ke vương cứ ý, nhìn cho người đàn ông nó gọi nói: là đúng cái thao "Cậu tác để mình giúp đã tôi làm dòng chữ thì các chúc bạn mừng sẽ lễ làm kỷ được. niệm sinh nhật vợ yêu Và nhé." như quý vị và John các bối bạn rối ấy hỏi lại: thì "Hình như có chút nhầm lẫn mình phải đã không vừa thưa ngài? tạo Thường thì chỉ cái có một mừng lễ cái kỷ niệm hoặc chúc mừng đoạn sinh nhật văn bản thôi. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói mừng lễ kỷ niệm sinh nghe nhật là bao rất là giờ to. cả." Người đàn ông nhún vai nói: "Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng đây là năm thứ năm vợ tôi tổ chức sinh nhật 35 tuổi rồi, phải ghi thêm cả kỷ niệm mới đúng lý chứ." Như vừa rồi là các bạn đang nghe là giọng đọc của chị Ban Mai. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái giọng đọc của bác Lê Minh, giọng Nam miền Bắc. Thì các bạn ấn chuyển, ấn ở trên này chuyển và các bạn sẽ tạo giọng đọc của bác Lê Minh. Chiều muộn, một người đàn ông bước vào cửa tiệm Và bây bánh kem giờ của thì John để mua bánh cái giọng tặng đọc vợ. đã được chuyển Sau sang khi chọn được một chiếc bánh cái kem giọng ưng của ý, bác Lê người đàn Minh, ông nói: Nam miền "Cậu để Bắc." giúp tôi dòng chữ Giọng rất là "Chúc trầm mừng lễ ấm. kỷ niệm sinh nhật vợ yêu nhé." John bối rối hỏi lại: "Hình như có chút nhầm lẫn phải không thưa ngài? Thường thì chỉ có mừng lễ kỷ niệm hoặc chúc mừng sinh nhật thôi. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói mừng lễ kỷ niệm sinh nhật bao giờ cả." Người đàn ông nhún vai nói: "Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng đây là năm thứ năm vợ tôi tổ chức sinh nhật 35 tuổi rồi, phải ghi thêm cả kỷ niệm mới đúng lý chứ." Như vậy là vừa rồi các bạn đã nghe cái giọng của bác Lê Minh. Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển sang giọng Ngọc Lam, nữ miền Trung. Thì các bạn sẽ ấn, thao tác là ấn vào chữ Ngọc Lam, nữ miền Trung và các bạn lại tạo giọng đọc. "Chiều muộn, một người đàn ông bước vào cửa tiệm bánh kem của John để mua bánh tặng vợ. Sau khi Và chọn cái được giọng đọc một của chiếc chúng bánh ta sẽ kem được ưng chuyển ý, người sang cái đàn ông giọng nói: "Cậu để giúp tôi dòng chữ chúc mừng lễ Ngọc kỷ niệm Lam, sinh nhật nữ vợ miền yêu Trung. nhé." John bối rối hỏi lại: Thì đây là "Hình có như rất có chút nhiều nhầm các lẫn phải giọng không đọc thưa miền Bắc, ngài? miền Nam, Thường miền thì chỉ Trung. có mừng lễ Thì kỷ các niệm bạn hoặc thích chúc mừng cái sinh giọng nhật đọc thôi. như thế nào Tôi thì các chưa bạn bao có giờ thể nghe ai là nói thao mừng lễ tác kỷ ngay niệm ở sinh nhật trên bao màn giờ hình cả." điện thoại Người hoặc đàn máy ông tính của nhún vai mình hay ở nói: trên web "Tôi cũng không rõ chứ nữa. không cần tải Nhưng một đây cái là ứng năm dụng thứ năm về để vợ cho nó tôi nặng tổ chức máy. sinh nhật 35 tuổi rồi, phải ghi thêm cả kỷ niệm mới đúng lý chứ." Và rồi mình đã cho để các bạn nghe qua những cái giọng đọc khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ nói về phần viết văn bản. Thì như các bạn khi mà các nhập văn bản vào thì các bạn cố gắng là đánh những cái văn bản mà những cái tên mà có chữ số chẳng hạn. Ví dụ như là tôi cũng không rõ nữa, nhưng đây là năm thứ năm thì cái số năm này các bạn sẽ viết thành thành chữ luôn là năm chẳng hạn. Và vợ tôi tổ chức sinh nhật 35 tuổi, phải nghỉ thêm, phải kỷ niệm mới đúng lý chứ. Thì cái số 35 này các bạn sẽ viết thành số 3, 35.
Thì các bạn sau này các bạn nhập văn bản của các bạn thì các bạn đánh làm sao là tất cả những cái con số thì các bạn phải đánh làm sao mà số thì chuyển thành chữ, và những cái ký tự mà gọi là nó không phải là tiếng của Việt Nam chẳng hạn thì nó không có dấu có ấy, thì khả năng là cái ứng dụng đọc nó cũng không được chuẩn. Thì các bạn có thể là sử dụng cái ứng dụng này và trải nghiệm và rút kinh nghiệm dần. Thì mình chỉ nhắc các bạn qua về cái mục viết văn bản, vì cái lỗi mà các bạn cứ để số mà các bạn không ghi ra thành chữ thì cái trợ lý ảo đọc là nó sẽ không thành tiếng hoặc nó không đọc cái từ đấy. Tiếp theo đến thì mình vừa sửa xong những cái số là thành chữ thì mình sẽ test lại bằng cái giọng đọc của một cái tên là rất là đẹp, Nan Nhi, một cái tên là rất là đẹp, mình rất ấn tượng cái tên Lan Nhi, một cái tên rất hay. Chiều mùng một người đàn ông bước vào cửa tiệm bánh Và kem các của bạn chung đã được để mua nghe bánh cái tặng tên một vợ. cô gái Sau khi chọn được xinh một chiếc đẹp, bánh kem ưng ý, người đàn ông nói: "Cậu đề giúp tôi chồng chữ, chúc giọng mừng nữ lễ miền kỷ niệm Nam. sinh nhật vợ yêu nhé." Trường bối rối hỏi lại: "Hình như có Thì chút nhầm các lận phải bạn không muốn thưa ngài? thay Thường đổi thì bất chỉ cứ có một cái mừng lễ giọng kỷ miền Bắc, niệm miền hoặc Trung, miền chúc mừng Nam sinh hay nhật là thôi. giọng Nam, giọng Tôi nữ chưa bao thì giờ cũng nghe đều ai có nói cả ở mừng trong lễ này, kỷ niệm sinh nhật bao nên giờ là các cả. bạn sẽ Người đàn tùy ông các nhún bạn. vai nói: "Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng đây là năm thứ năm vợ tôi tổ chức sinh nhật Và 35 tuổi khi mà rồi, các bạn phải ghi thêm đã cả kỷ niệm mới đúng lý sử chứ." dụng và tạo giọng đọc ưng ý rồi xong thì các bạn sẽ ấn vào mục tải xuống. Thì các bạn ấn là ok thì cái file sẽ được tải về máy. Và như các bạn ấy, cái file mà ở trên cái trang web mà vừa chúng ta thao tác về một cái đoạn văn bản thì đã được tải về máy. Sẽ bỏ qua phần này, và khi mà các bạn tải xong ấy thì các bạn cũng có thể là chỗ này thì nó lại không có cái mục tải về, các bạn cứ ấn tải xuống là nó sẽ về máy và các bạn sử dụng, và có những cái trình duyệt thì nó sẽ có cái ba dấu chấm ở cái đoạn chỗ chỗ mà mình chỉ cái mũi tên này, thì các bạn có thể là kích vào cái ba ba dấu chấm đấy và các bạn sẽ ấn là tải về. Thì là tùy các máy và các trình duyệt thì các bạn có thể là thao tác là làm sao là tải xuống vào cái góc chỗ ba dấu chấm này là làm sao là tải về máy của các bạn để sử dụng. Và một điều cuối nữa thì mình muốn là nhắc các bạn là cái miễn phí còn lại là những trong một tháng các bạn có dùng được 100.000 ký tự một tháng. Thì theo mình thì 100.000 ký tự thì đối với gọi là ai đó làm về cái YouTube hay là làm về đọc truyện hay là làm về văn bản đoạn ngắn nào đó thì 100.000 ký tự thì cũng là rất là nhiều. Còn đâu nếu mà bạn nào mà có thể thì dùng nhiều hơn thì các bạn là tạo nhiều vài cái tài khoản vào thì các bạn sẽ dùng được rất là nhiều cái dung lượng. Vừa rồi mình đã tạo được vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà làm sao mà để chuyển văn bản thành giọng nói ở trên một cái trang web mà tạo trên trình duyệt bất kỳ và nó rất là chi tiết. Nếu mà bạn nào mà xem video một lần không làm được thì các bạn nhớ là xem vài lần để các bạn bình tĩnh và các bạn hiểu rõ được cái các công đoạn thì các bạn sẽ tạo được nick và các bạn sẽ làm được giống như mình. Có đâu bạn nào mà không làm được
và không tạo được nick thì cứ để lại bình luận phía bên dưới để mình có thể là hỗ trợ các bạn trực tiếp. Video của mình tới đây xin được kết thúc. Các bạn nếu mà thấy hay thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực để tiếp tục làm những video mới nhất trong thời gian tới để chuyển tới quý vị và các bạn.